Kính chào quý khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022 sẽ có các tin tức đáng chú ý sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Kiểm tra, ngăn chặn hành vi găm hàng, tàu khan hiếm ảo nguồn cung xăng dầu. Đồng Nai, dịch Covid-19 và sốt xuất huyết ổn định, đề phòng đậu mùa khỉ xâm nhập. Phần tin thế giới. Nhà Trắng cho biết tàu chiến Mỹ sẽ tiếp tục đi vào eo biển Đài Loan và Washington có những hành động như vậy là yếu tố giúp tăng cường an ninh trong khu vực. Các lực lượng vũ trang Ukraine gia tăng pháo kích ở miền nam Ukraine, tuyên bố tái kiểm soát 40 làng, tuy nhiên phía Nga lại nói khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc. Dự đại hội có 502 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 7,2 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Đại hội vinh dự nhận lãng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trung ương và địa phương, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố, là chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ các địa phương, đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, các hội quốc gia tại Việt Nam, đại diện các đoàn ngoại giao, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo. Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoài nhấn mạnh, năm qua công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tiếp tục đi vào chiều sâu, tỏ rõ sức sống trong đời sống xã hội. Càng trong khó khăn, thách thức, càng nhân lên tinh thần đoàn kết, sẻ chia nhân ái trong cộng đồng, càng khơi dậy sự sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của các cấp hội. Hàng chục triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, hàng ngàn mái ấm nhân đạo được xây dựng, hàng triệu suất quà Tết trao tận tay người nghèo, cùng hàng vạn công trình phần việc tiếp sức sẻ chia với cộng đồng. Là minh chứng thuyết phục khẳng định rằng ở đâu có hoạt động nhân đạo, ở đó có vai trò, sự đóng góp của Hội Chữ thập đỏ. Ở đâu có người nghèo, người bị tổn thương, ở đó có sự trợ giúp kịp thời của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Với chủ đề xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ đại hội 10 2017-2022, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, định hướng và những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy toàn diện công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần thực hiện chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin trong tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hội nghị đã báo cáo những nội dung chủ yếu của nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh Đồng Nai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, quán triệt các nội dung cơ bản nghị quyết số 12, kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và báo cáo đánh giá khái quát tình hình xây dựng lực lượng công an Đồng Nai trong thời gian qua. Mục tiêu nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội. Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai đã có phiên làm việc thứ hai.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phiên họp. Cùng tham dự các ủy viên Ban Chỉ đạo là các ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, phiên họp thứ hai này nhằm thảo luận cho ý kiến 5 nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến về danh sách vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh quản lý. Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh là mô hình mới. Do vậy, trong quá trình làm việc sẽ bổ sung điều chỉnh cho hợp lý để việc điều hành được nhịp nhàng, hiệu quả. Hiện nay, Trung ương xác định những vụ việc để đưa vào kiểm soát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh sẽ thúc đẩy xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn, sao cho thực thi đúng pháp luật, đúng tiến độ, thời gian và hiệu quả. Tại phiên họp, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh từ khi thành lập đến nay. Đồng thời, phiên họp tập trung thảo luận cho ý kiến đối với các dự thảo về quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ, chương trình công tác từ nay đến cuối năm 2022. Góp ý thành lập tổ tham mưu giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh, cho ý kiến về các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai theo dõi. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành liên quan để nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các báo cáo tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tới. Theo danh mục đề xuất trước đó, dự kiến các sở ngành sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh 19 nội dung. Trong đó có 7 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 dự thảo nghị quyết cá biệt. Tuy nhiên, qua rà soát, một số nội dung tờ trình sẽ được để lại trong kỳ họp cuối năm để đảm bảo đúng trình tự và chất lượng. Một số tờ trình dự thảo nghị quyết sẽ được xem xét thông qua trong kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này, như tờ trình dự thảo nghị quyết về bổ sung danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân theo phương thức đối tác công tư PPP. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, phân biệt chỉ tiêu, dự án để hoàn chỉnh các tờ trình. Những nội dung lớn có tác động đến xã hội, các sở ngành phải có bước đánh giá kỹ lưỡng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng quy trình thời gian trình các báo cáo và yêu cầu các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm trong việc chuẩn bị các tờ trình của sở ngành mình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng hôm nay đã chủ trì buổi làm việc với đơn vị tư vấn là Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải TD và các sở ngành địa phương liên quan về tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo TD, hơn 21.000 tỷ đồng xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh là tổng mức đầu tư dự kiến đối với phương án được đề xuất là xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 4 làn cao tốc hạn chế và thực hiện giải phóng mặt bằng với quy mô mặt cắt 74,5m. Cũng tại buổi làm việc này, đơn vị tư vấn cũng đưa ra các phương án đề xuất đối với hai vị trí cần có sự điều chỉnh về quy mô, hướng tuyến thuộc dự án gồm vị trí tại nút giao với quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Trảng Bom và vị trí đi theo đường hương lộ 10. Việc đề xuất các phương án nhằm để các cơ quan chức năng của tỉnh lựa chọn phương án tối ưu nhằm giảm tốc mức đầu tư cũng như giảm số hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Theo quy hoạch, đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài khoảng 197 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 45 km. Dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đầu tư đối tác công tư PPP. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan và địa phương của tỉnh phân tích ưu nhược điểm của các phương án điều chỉnh hai vị trí thuộc dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh để có đề xuất phù hợp. Về quy mô, Đồng Nai ưu tiên phương án phân kỳ đầu tư với quy mô ban đầu là 4 làn cao tốc hoàn chỉnh. Đồng thời phương án giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện là thu hồi đủ theo quy hoạch với quy mô mặt cắt ngang 121m. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn cần rà soát hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo đúng các quy định đối với hình thức đầu tư PPP. Cũng sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành địa phương liên quan về tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đối với hai dự án gồm dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai,
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh cho biết đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ liên quan. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với các sở ngành để thống nhất các vị trí giao cắt của hai tuyến đường này với các tuyến đường hiện hữu khác. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh kiến nghị Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện ghi vốn để phục vụ triển khai các công tác liên quan. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu đối với hai dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khởi công theo đúng yêu cầu của Chính phủ vào ngày 30 tháng 6 2023. Hai địa phương thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành cần đẩy nhanh công tác xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án. Chiều nay, tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức các hội nghị về công tác nhân sự, bầu chức danh bí thư tỉnh đoàn khóa 9, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, tại hội nghị, 100% ủy viên ban chấp hành tỉnh đoàn tham dự đã bầu đồng chí Nguyễn Minh Kiên, phó bí thư phụ trách tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh đoàn, giữ chức vụ bí thư tỉnh đoàn Đồng Nai khóa 9, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Minh Kiên cảm ơn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tin tưởng bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh đoàn. Đồng thời, hứa sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là trước hết chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị cũng đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh đoàn và đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Chuyển sang các thông tin kinh tế đời sống. Thưa quý vị, thông tin mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện 8 tháng năm nay ước tính đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua. Liên quan đến đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, từ đầu năm đến nay, có 75 dự án được cấp mới chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là gần 345 triệu đô la Mỹ, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. 15 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng hơn 50 triệu đô la Mỹ. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 396 triệu đô la Mỹ. Cũng trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm nay vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm từ tháng 7 năm 2022 đã làm giảm tốc độ chỉ số tiêu dùng CPI. CPI tháng 8 chỉ tăng nhẹ 0,005% so với tháng 7, tăng 2,89% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát cơ bản tăng 1,64%, thấp hơn mức CPI bình quân chung. Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu. Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa thiết yếu, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm. Trong đó, nhóm giáo dục tăng cao nhất với 1,46% do bước sang năm học mới 2022-2023. Học phí giáo dục tại một số địa phương tăng trở lại. Thưa quý vị, trước tình hình buôn bán xăng dầu hết sức phức tạp, nhất là ở khu vực phía Nam, có một số cây xăng găm hàng không bán, gây dư luận không tốt. Hiện nay, ngành công thương quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đang triển khai các giải pháp để kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu. Sáng nay, nhiều cây xăng ở thành phố Biên Hòa đã đăng bảng tạm ngưng phục vụ chờ nhập hàng hết xăng. Rất nhiều người dân đã không đổ được xăng và cảm thấy lo lắng vì nguyên một quãng đường dài chỉ có duy nhất một cây xăng. Thậm chí có người hết sạch xăng nhưng do cây xăng không bán nên đành chấp nhận giác bộ. Điều này khiến người dân rất bức xúc. Thứ nhất là bây giờ đang đi thì hết xăng và dọc cái đường này là không có. Thế thì không biết là mua ở đâu. Thế thì không biết là lý do gì thì không biết nữa. Thường nhà nước bao giờ cũng phải có dự trữ xăng đầy đủ chứ. Thôi được, không có phải đi tìm chỗ khác thôi. Đường này có cây xăng này mà là cứ chờ nhập hàng không xăng ra hết cả nơi. Lý giải cho tình trạng ngưng bán xăng, các chủ cây xăng dầu đều cho rằng do lượng người đến đổ xăng những ngày gần đây tăng gấp đôi, gấp 3 lần trước đó, nên nguồn xăng của cửa hàng bị hụt dẫn đến việc phải mất thời gian để tiếp xăng. Thì bình thường á, thì mình cứ dựa theo cái lượng bán bình thường để mình nhắm cái lượng hàng mình đặt.
Nhưng mà vừa rồi thì từ hôm thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, mấy hôm nay á, thì cái lượng khách rất là đông. Là không biết nguyên do là nhiều cây xăng người ta nghỉ, nên là lượng khách sẽ dồn về đây. Thì cái lượng bán nó sẽ tăng lên nhiều, cho nên là mình cũng đăng ký hàng từ chiều hôm qua. Thì đúng ra là sáng nay nhập, sáng hôm nay từ Nhà Bè lên thì có lẽ là cái thời gian đi nó chậm trễ. Trong cái sáng nay thì rơi vào cái khoảng thời gian từ là 9 giờ cho đến là khoảng 10 giờ thì có cái tình trạng là nó xe nhập hàng về trễ. Đây là hôm nay là chỉ có tình trạng là nó hơi hụt hàng về cái nhiên liệu là xăng, còn dầu thì vẫn là đảm bảo cho người dân. Trong quá trình là phục vụ thì có tạm dừng lại là trong khoảng 30 phút để đó là cái thời gian để nhập hàng. Ngay khi có thông tin về tình trạng các cây xăng ngừng bán xăng, lực lượng quản lý thị trường Đồng Nai cũng đã trực tiếp đến nơi để kiểm tra. Qua quá trình giám sát, đo bồn, đối chiếu hóa đơn tại những nơi kiểm tra, chưa thấy có dấu hiệu găm hàng, tự ý ngừng bán xăng. Tuy nhiên, trong khoảng 3 ngày trở lại đây, cập nhật từ các địa phương trong tỉnh Đồng Nai cho thấy, có 2 cửa hàng tại Cẩm Mỹ tạm ngừng bán hàng, một cây xăng ở xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu bán giới hạn tối đa 500.000 đồng xăng dầu một lần đối với xe ô tô. Một cây xăng ở xã Tân Bình cũng thuộc Vĩnh Cửu bán tối đa 20 lít dầu một lần. Tất cả đều đã được nhắc nhở và cam kết bán xăng dầu đúng quy định của pháp luật. Hiện nay Đồng Nai có 415 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Công tác kiểm tra giám sát tình hình mua bán trong những ngày gần đây đang được ngành chức năng chú trọng nhằm ngăn ngừa những hành vi tiêu cực liên quan đến việc cung ứng mặt hàng thiết yếu này. Vâng, thưa quý vị, việc hàng loạt cửa hàng xăng dầu rủ nhau nghỉ bán, thậm chí dọa đóng cửa đã âm ỉ mấy ngày nay. Chuyện này quan trọng đến mức mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã phải họp khẩn với các đơn vị liên quan để bàn giải pháp. Vậy, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này? Các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối cho biết, trong 10 ngày qua, có thời điểm họ bị lỗ tới 800 đồng một lít với xăng và 2.400 đồng một lít với dầu. Cộng thêm việc giá xăng dầu giảm liên tục 2 tháng qua nên càng bán càng lỗ. Có thời điểm doanh nghiệp lỗ tới 6.500 đồng một lít dầu và lỗ tới 5.500 đồng một lít xăng. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ cũng cho biết, để đảm bảo kinh doanh hòa vốn, mức chiết khấu phải từ 1.000 đến 1.200 đồng một lít bởi có rất nhiều chi phí liên quan. Trong khi đó, mức chiết khấu của các thương nhân đầu mối thời gian qua chỉ từ 80 đến 150 đồng một lít, thậm chí bằng không. Theo các doanh nghiệp phân phối và bán lẻ, hiện chi phí vận tải, kho bãi, nhân viên, điện nước khiến cho việc nhận xăng tại kho bị lỗ nặng. Hiện nay thì thù lao rất là thấp, có thời điểm là coi như là không đồng luôn. Thì hiện nay doanh nghiệp cứ hả dở cò lên là lỗ từ 600 đến 650 đồng một lít. Thì nên tới ra mình nói bây giờ là doanh nghiệp này là doanh nghiệp cũng phải nó đồng hành với nhà nước thôi. Trong giai đoạn khó khăn nhưng mà sức chịu đựng không biết là có kéo dài được hay lâu hay không thôi. Hiện nay là cứ hàng tháng cái gì đó là cái lỗ lã của công ty sẽ tăng lên khá là nhiều. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang gặp những cái khó khăn. Cái thứ nhất đó là 2 năm nay trở lại đây thì hoạt động về xăng dầu khó khăn. Thứ nhất là về ảnh hưởng cái dịch Covid. Thì bây giờ cái dịch bệnh Covid cũng đã qua rồi. Thì vừa đầu năm nay cho tới nay là tháng 8 á, thì cái khó khăn là quê hồng không có. Quê hồng rất là thấp, có khi là không có quê hồng, có khi là cái giá nhập cao hơn cái giá bán. Thì doanh nghiệp là kinh doanh là lỗ không. Bên cạnh tình trạng chiết khấu không đồng, chiết khấu âm, thậm chí phải trả tiền cao hơn giá bán lẻ, thì việc nguồn cung hạn chế cũng đang là nguyên nhân khiến nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu dọa đóng cửa hàng. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, việc các đơn vị này vịnh vào cớ Tổng cục Quản lý Thị trường mới đây đã tước giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu đối với 7 doanh nghiệp đầu mối, khiến các đại lý nhập xăng dầu từ những đầu mối này bị hụt nguồn cung là không hợp lý. Bởi nguồn cung xăng dầu trong nước đang đáp ứng khoảng 75-80% nhu cầu thị trường, còn lại là nhập khẩu. Liên quan đến vấn đề kinh doanh xăng dầu hiện nay, hôm nay Sở Công Thương Đồng Nai cũng đã ký văn bản kiến nghị Liên Bộ Công Thương và Tài chính sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu để điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu, quy định hoa hồng chiết khấu cố định cho các thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Sở Công Thương Đồng Nai cũng kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối, tổng đại lý xăng dầu nghiêm túc thực hiện phân phối xăng đầy đủ, kịp thời nhằm ổn định hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thị trường. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn đã phê duyệt hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo quyết định số 08 của Chính phủ với tổng số tiền là gần 340 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân số tiền hơn 311 tỷ đồng. Cụ thể, đã có trên 240.000 người lao động của 2.527 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ.
Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về giải ngân chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động với số tiền trên 211 tỷ đồng. Cũng theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo quyết định số 08 của Chính phủ chỉ đến ngày 15 tháng 8. Tuy nhiên, đối với các hồ sơ mà Sở đã tiếp nhận thì sẽ tiếp tục xem xét phê duyệt. Hiện Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đang tiếp tục xét duyệt những hồ sơ đã nhận để chi trả cho người lao động kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ trong tháng 8 này. Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nhiều năm nhờ thực hiện mô hình nuôi tôm công nghiệp và ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý tốt nguồn nước, nhiều người nuôi tôm ở các xã vùng ngập mặn Long Thọ, Phước An, Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã trúng lớn vụ tôm thẻ chân trắng, mang lại kinh tế cao. Điển hình như mô hình nuôi tôm công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Hùng, ấp 5 xã Long Thọ đang cho thu hoạch. Hiện nay, anh canh tác 3 hecta ao tôm thẻ chân trắng và đã thắng lớn trong 4 vụ tôm gần đây. Đặc biệt, năm 2022 này là một năm đầy thách thức đối với người nuôi tôm, nhưng anh Hùng vẫn duy trì được mức lợi nhuận ổn định. Với ứng dụng hệ thống oxy sụt lũi tăng cường oxy tươi cho tôm, anh có thể thả mật độ dày hơn và tôm lớn nhanh hơn. Anh Hùng cho biết, con giống và môi trường nước là yếu tố quyết định đến thành công của người nuôi tôm. Với diện tích 3 hecta mặt nước, nhưng anh chỉ dành 5.000 m2 để làm ao nuôi. Phần diện tích mặt nước còn lại dành cho ao lắng để xử lý nguồn nước cấp cho ao nuôi. Sở Y tế Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 và phòng chống dịch sốt xuất huyết với Trung tâm Y tế tuyến huyện và các sở ngành liên quan. Về tình hình sốt xuất huyết, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Tài, sau hơn 2 tuần triển khai ra quân chiến dịch ngày cuối tuần phòng chống sốt xuất huyết trên toàn tỉnh, số ca mắc ghi nhận đã giảm khoảng 15% so với những tuần trước đó. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 19.000 ca mắc sốt xuất huyết, 16 ca tử vong. Ngược lại, dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng số ca mắc. Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các đơn vị thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, vận động người dân cùng chung tay phòng chống các dịch bệnh. Các địa phương tiếp tục rà soát danh sách những người chưa tiêm vaccine COVID-19, nhất là đối tượng học sinh, để tiêm vaccine đầy đủ nhằm hạn chế số ca mắc khi trẻ đồng loạt trở lại trường học. Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho hay, ngành giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên toàn tỉnh tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 và phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm chủng cho học sinh để các em đến trường một cách an toàn nhất. Cùng theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, tình hình dịch COVID-19 và sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh những ngày qua ổn định. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập. Cụ thể, trong ngày hôm qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 50 trường hợp COVID-19 mới, nhiều nhất ở thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu. Toàn tỉnh có 54 F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó gần 40 trường hợp nặng, nguy kịch, phải can thiệp thở oxy. Ngoài ra, gần 500 F0 đang theo dõi tại nhà. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh duy trì ở mức 50-60 ca một ngày. Lũy kế từ ngày 27 tháng 4 2021 đến nay, Đồng Nai đã ghi nhận hơn 421.700 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.971 ca tử vong. Về bệnh sốt xuất huyết, số ca mắc nhập viện tiếp tục giảm so với các ngày trước đó. Trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 30 ca, nhiều nhất là tại thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành. Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đồng Nai Lê Quang Trung nhận định, tình hình dịch COVID-19 và sốt xuất huyết duy trì ổn định. Tuy nhiên, các đơn vị không được phép chủ quan, vẫn phải tích cực trong công tác phòng chống dịch. Về bệnh đậu mùa khỉ, bệnh có nguy cơ xảy ra ở Việt Nam và Đồng Nai. Do vậy, Sở Y tế đề nghị CDC tỉnh tham mưu kế hoạch xử lý khi dịch xảy ra, phương án điều trị tại các bệnh viện, vật tư thuốc men cần thiết để tránh bị động. Thưa quý vị, trước tình hình ca mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng, để đảm bảo các yêu cầu chống dịch, những ngày này thì các địa phương trong tỉnh Đồng Nai đang tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Đây được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu, lá chắn an toàn, giúp phụ huynh yên tâm cho con đến trường, ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Sáng nay, gần 250 học sinh các khối 7, 8 và 9, tức từ đủ 12 tuổi đến 15 tuổi của trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tất cả đều được tiêm vaccine Pfizer. Trong đợt này, ngoài các học sinh tiêm mũi 2 hoàn thành liều cơ bản, còn có nhiều em được tiêm mũi nhắc lại, mũi 3. Việc các em học sinh được tiêm vaccine trước thềm năm học mới giúp các em yên tâm hơn khi đến trường. Dạ thì em cũng tiêm 2 mũi, giờ thì em tiêm mũi 3 thì em cũng hơi sợ, nhưng mà được sự nhắc nhở từ thầy cô và gia đình thì em nghĩ việc tiêm mũi 3 thì không có gì phải sợ cả. Tôi đi tiêm cho bé là rất là yên tâm, tại vì bé phải tiêm bởi vì dịch nó bùng lại á, chứ rất là sợ. Nhiều người ta cũng nói là không nên tiêm, nhưng mà mình quyết định là gia đình suy nghĩ cho bé tiêm.
Theo thống kê của Sở Y tế Đồng Nai, tính đến ngày 29 tháng 8, tỷ lệ tiêm vaccine trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi trong toàn tỉnh, mũi 1 và 2 đạt xấp xỉ 100%, mũi 3 đạt hơn 27%. Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, mũi 1 đạt gần 82%, mũi 2 đạt trên 45%. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh đến trường, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh rà soát, thống kê số lượng học sinh đã tiêm và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 các mũi. Qua đó, có đề xuất số lượng vaccine để tiến hành tiêm cho học sinh trước khi chính thức bước vào năm học mới. Những ngày qua, cơ sở y tế các địa phương trong tỉnh cũng đã sẵn sàng sắp xếp, bố trí đủ nhân sự để đảm bảo việc tiêm vaccine được diễn ra thuận lợi. Được sự phân phối vaccine từ nguồn của thành phố về, đang chủ động sắp xếp nhân lực để mà kịp thời đáp ứng để tiêm vaccine về cho các trường. Hầu như là đã tiêm hết tất cả các trường trên địa bàn phường. Mọi cái tổ chức thì trường cũng đã sắp xếp cho tạo mọi điều kiện cho nhân lực bên đội ngũ y tế là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ để tiêm vaccine cho các em. Việt Nam tiếp tục ghi nhận các biến thể mới BA.4 và BA.5. Dịch bệnh vẫn có nguy cơ gia tăng bùng phát trở lại. Tiêm vaccine là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh. Đây được xem là lá chắn quan trọng nhất trong phòng chống dịch. Do đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về lợi ích của vaccine phòng COVID-19, nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho trẻ em, học sinh để đảm bảo điều kiện an toàn cho các em đến trường trong năm học mới. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia mới đây đã thông báo số điện thoại để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và các vi phạm khác, người dân liên hệ qua số điện thoại của Cục Cảnh sát Giao thông 0995-67-67-67, 069-2342-608. Để phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân liên hệ số điện thoại của Vụ Vận tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam 0876-669-855. Đối với phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ số điện thoại 081-9115-911 của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.